Tiểu Long và người con trai Lý Quốc Hào đều mất khi sự nghiệp đang lên đỉnh cao và tuổi đời còn khá trẻ. Những bí ẩn xoay quanh cái chết của họ vẫn được bàn tán khá nhiều và cũng có nhiều điều trùng hợp đến bất ngờ. Khoảng 7 giờ sáng ngày 27 tháng 11 năm 1940, đứa con thứ ba của gia đình Lý Hải Tiền ra đời là một bé trai. Tất cả những biện pháp dự phòng để đánh lạc hướng về ác thần đã được áp dụng, mặc dù đứa bé ra đời trên đất Mỹ. Đứa nhỏ đó là Lý Tiểu Long, được đặt theo tên con gái là Tiểu Phụng và được xỏ lỗ tai để ma quỷ hết dòm ngó. Sở dĩ gia đình Lý Tiểu Long lo sợ anh bị ma quỷ dòm ngó là vì rút kinh nghiệm từ việc sinh hai người con trước đó. Đứa con trai đầu lòng mong đợi của họ chết ngay sau khi được sinh ra. Sự việc này vừa là một nỗi đau buồn khủng khiếp, vừa là một mối đe dọa nặng nề đối với hai vợ chồng Lý Hải Tiền. Do ảnh hưởng sâu đậm của nét suy nghĩ quen thuộc trong xã hội Trung Hoa, hai vợ chồng không thể tránh được cảm giác bị một thần linh nào đó ghét bỏ. Khi sinh đứa con thứ hai, họ đặt tên là Hằng Nga với mong muốn thần linh sẽ không tìm đến và cướp đi đứa con thân yêu của mình. Lý Tiểu Long được sinh ra và cũng đặt tên con gái theo cách như vậy. May mắn đứa con thứ ba của gia đình Lý Hải Tiền chào đời khỏe mạnh và sau này trở thành một huyền thoại võ thuật được cả thế giới biết đến. Nhưng đáng tiếc, sự nghiệp của Lý Tiểu Long đang ở trên đỉnh cao thì anh qua đời đột ngột vào năm 1973. Cả thế giới đau buồn tiễn đưa một huyền thoại võ thuật, huyền thoại điện ảnh về với thiên đường. Năm sau ngày mất của cha, người hâm mộ lại đón nhận thêm một cú sốc lớn nữa. Đó là việc con trai của anh Lý Quốc Hào cũng vĩnh viễn ra đi vì dính đạn thật trên phim trường khi thực hiện một cảnh quay. Đều là những người tài năng, nhưng cả Lý Tiểu Long và Lý Quốc Hào đều qua đời khi tuổi đời còn quá trẻ. Chính điều này đã để lại nhiều bí ẩn và được người đời bàn tán khá nhiều. Trong đó, nhiều bằng chứng đã chỉ ra sự trùng hợp đáng sợ giữa hai cái chết trên. Đầu tiên là điểm trùng hợp đến từ bộ phim câu chuyện về Lý Tiểu Long ra đời năm 1993. Đây là một trong những tác phẩm nổi tiếng kể về cuộc đời của Lý Tiểu Long. Trong phim có tình tiết Jackson Cotley, người đảm nhận vai Lý Tiểu Long giao đấu với một con quỷ vô hình từ lúc mới sinh ra. Điều này khá trùng hợp với hoàn cảnh của Lý Tiểu Long lúc nhỏ. Tuy nhiên, diễn biến đến cuối phim, con quỷ đó lại không đeo bám anh, tức là Lý Tiểu Long, mà chuyển sang đứa con trai Lý Quốc Hào. Cùng thời điểm đó, Lý Quốc Hào bị tai nạn và chết trên phim trường trước khi bộ phim được công chiếu. Một sự trùng hợp đến khó tin. Cùng một thông tin liên quan đến phim, đó là trong Tử Vong Du Hí, bộ phim cuối cùng có sự góp mặt của Lý Tiểu Long. Trong phim, anh vào vai Billy Low chống lại một băng nhóm tội phạm khét tiếng. Trong một lần bị ám sát, Billy không chết nhưng giả vờ làm đám tang để đánh lừa băng đảng kia. 15 năm sau khi bộ phim được công chiếu, cậu con trai Lý Quốc Hào cũng bị bắn chết giống như cảnh quay trong bộ phim cuối cùng của người cha. Cuối cùng, một điều khá trùng hợp nữa là cả hai cha con nhà họ Lý đều chết khi đang thực hiện quay một bộ phim còn dang dở. Trên đây là những điều trùng hợp thú vị về cái chết của hai cha con Lý Tiểu Long. Vẫn còn những bí ẩn xoay quanh cuộc đời của họ mà đến nay người đời vẫn bàn tán rất nhiều.